Hello Nam, chào mừng anh đã đến với kênh Đức Hà Vlog Review nha. Hôm nay mình có nhận được một sản phẩm đến từ Lazada nha anh em. Đây là sản phẩm phụ kiện dành cho các bé nha. Đây, sản phẩm này mình nghĩ các mẹ nên mua về sử dụng cho các bé là ok nha. Đây, mình sẽ cho mọi người xem cái tên sản phẩm này. Đây, mũ gội đầu cho bé nha anh em, chống nước lỗ tai á, phối vào mắt cho em bé này. Đó. Đây, hơi bị mờ nha anh em. Mũ gội đầu cho bé nè, số tiền thu hộ này anh em 9k nè. Số tiền thu hộ 9k nha. Mua trên Lazada nha anh em. Bây giờ mình sẽ khui ra xem thử nha anh em. Một con có bao thôi, bao ni lông màu đen thôi. Màu đen thì điện thoại thôi. Trong không có gì, không có hóa đơn luôn. Đây nè, đây là cái mũ đội đầu cho bé nè. Mũ đội đầu cho bé đó. Rồi, mình sẽ mở ra bên trong cho mọi người xem. Đây là cái sản phẩm của chúng ta. Đây mình có hai cái chụp tay này. Này mình cũng đã hiểu nguyên lý gài nút và hai cái này để chụp tay. Đây. Cái này là chống nước vào tay vào mắt cho bé thôi. Đây có cái nút bấm có thể thu lại được. Đây thu này, hai cái này để chụp vào lỗ tai cho bé. Khi mình gội đầu là nước nó chỉ xuống dưới đây rồi nó tản xuống đây cho nó không vào mắt của bé nữa. Sản phẩm này mình nghĩ các mẹ nên mua về sử dụng cho bé nha. Đây mình thấy ok nha. 9k một sản phẩm này, cái này một shop nha các mẹ. Cái này bằng shop nha các bạn. Rồi có hai cái chụp tay nè. Cái này mình có thể thu và tùy kích thước của đầu của các bé nè. Đây nó có bốn cái nút nha mọi người. Bốn cái nút để mình thu ra thu vào này đó. Đây là size lớn nhất này, đó size lớn nhất là nó thế này. Mình muốn thu cái đầu bé to hay nhỏ mình thu theo cái kích thước đầu của bé nha. Bốn nút này. Nút cuối cùng luôn thì nó là thế này. Đây còn hai cái này là để mình đè xuống, cái này là chụp tay cho bé. Rồi còn mình gội đầu cho bé thôi. Còn phần là trên là nước nó xuống đây là nó sẽ tản xuống đây thôi, nó không có xà bông rồi nó không có vào mắt của vào lỗ tai của bé nha mọi người. Sản phẩm này mình thấy rất hữu ích nha, mọi người nên mua, có bé nhỏ nên mua về sử dụng cho em bé nha. Bật shop nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực ra những video mới nhất hay nhất để phục vụ anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.